nuôi ruồi lính đen hiệu quả ở Việt Nam như thế nào? Ruồi lính đen hiện đang ngày càng được nhà nông biết đến nhiều bởi những lợi ích đáng nể mà nó đem đến. Vậy nuôi ruồi lính đen hiệu quả ở Việt Nam như thế nào? Hãy cùng ruồilinhđen.com.vn chia sẻ kinh nghiệm nuôi ruồi lính đen ở Việt Nam nhé! Những lợi ích kinh tế của ruồi lính đen đem đến. Trong chăn nuôi, ấu trùng ruồi lính đen, loại mồi sống rất thích hợp cho gà đông tảo, giúp bổ sung dinh dưỡng, tăng sức đề kháng, kích thích gà da lông tốt, bổ sung canxi và phốt pho cho gà. Chính vì thế, trong chăn nuôi, ấu trùng ruồi lính đen là nguồn thức ăn hấp dẫn và giàu dinh dưỡng để nuôi gà, vịt, cá. Ngoài ra, ấu trùng ruồi lính đen còn rất phù hợp với nhiều loại thú cưng khác như cá cảnh, chim cảnh, bò sát, kỳ tôm. Phân của ấu trùng ruồi lính đen cũng được sử dụng làm thức ăn rất tốt cho các loài chùn như chùn quế. Trong trồng trọt, phân ấu trùng ruồi lính đen trông như bã cà phê, màu đen hoặc nâu đậm và nhuyễn, được xem như là một loại phân hữu cơ, giàu dinh dưỡng và nhiều lợi khuẩn, có thể dùng để bón bổ sung cho cây trồng hoặc cải tạo đất bạc màu, xử lý rác thải. Không những thế, loại này ăn tạp chất thải hữu cơ, chúng xử lý nhưng không gây mùi, gây ô nhiễm cho môi trường sống. Kinh nghiệm nuôi ruồi lính đen hiệu quả ở Việt Nam. Quy trình nuôi ruồi lính đen hiệu quả tương đối dễ hiểu, đơn giản. Bạn chỉ cần trải qua 3 bước trong thời gian khoảng 18 ngày là đã có thể thu hoạch rồi. Bước 1. Ủ trứng. Trước khi bắt đầu bước này, bạn cần có giai đoạn chuẩn bị. Khay ủ trứng có kích thước 4 tấc x 6 tấc, 1kg cám gà con hoặc 1kg bánh dầu dừa cộng 3kg nước, cùng một thứ không thể thiếu là trứng ruồi lính đen. Giá thị trường của trứng ruồi lính đen là khoảng 12.000 đồng trên bìa có 15 ổ trứng. Với kích thước cũng như sử dụng khối lượng nguyên liệu trên thì bạn có thể nuôi tầm 6 bìa trứng là thích hợp. Sau khi đã trộn đều các nguyên liệu lại với nhau là bạn đã tạo nên một môi trường vô cùng lý tưởng cho ruồi lính đen phát triển. Tiếp đó, hãy nạp trứng lên bề mặt hỗn hợp, không nên cắm sâu vào bên trong. Cuối bước này là đậy khay ủ trứng lại bằng lưới mùng để tránh ruồi nhặn. Chú ý đặt chúng ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào. Bước 2, đưa vào máng nuôi. Sau 4 ngày, trứng ruồi lính đen sẽ nở ra và ta chuyển chúng sang máng nuôi, cho thêm 2kg hèn bia, cộng 2kg xác bì, cộng 4kg nước vào máng nuôi để nuôi ruồi lính đen ở môi trường mới trong 14 ngày. Bước 3, đảo máng. Cách 7 ngày, hãy kiểm tra máng nuôi một lần. Lúc này là ấu trùng ăn mạnh, ta có thể cho ăn các thứ chất thải hữu cơ như cơm thừa, cá cặn vào đảo máng lên để ruồi lính đen có thể dễ dàng ăn. Và sau 2 tuần kể từ khi bắt đầu chuyển sang máng nuôi là thu hoạch được. Hy vọng là những thông tin trên sẽ giúp bạn xây dựng được mô hình nuôi ruồi lính đen hiệu quả nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thông tin sản phẩm cũng như tư vấn về ruồi lính đen.